Đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi 816.132 ca mắc COVID-19. Trong số các trường hợp đang điều trị, hiện chỉ có 434 ca phải thở máy, can thiệp ECMO. 63 địa phương đã đánh giá công bố cấp độ dịch. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 910.376 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 29 tháng 10 là 2.169, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 816.132 trường hợp. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.966 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. Cả nước đã thực hiện 22.008.414 mẫu cho 59.953.593 lượt người và tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 78.940.403 liều, trong đó tiêm một mũi là 55.578.783 liều và tiêm mũi hai là 23.361.620 liều. Qua cập nhật đánh giá xác định cấp độ dịch tễ trên địa bàn thành phố Cần Thơ cấp 2, trong đó quận Cái Răng đạt cấp độ 1, 8 quận huyện còn lại cấp 2. Cấp độ dịch COVID-19 của phường xã thị trấn có 29 phường xã thị trấn đạt cấp 1, 42 phường xã thị trấn cấp 2, 10 phường xã thị trấn cấp 3 và phường An Nghiệp quận Ninh Kiều đạt cấp 4.